chấm nước cốt dừa quý vị ạ thử nha mình mình sống ở sài gòn phải không mình sẽ ăn theo giống như người miền tây <laughs> nó hơi hơi trái ngược tí không sao quý vị ăn theo kiểu người trong nam là người ta sẽ thay chấm nước dừa ngoài bắc thì cái bánh này người ta chấm mật mía làm từ đường mía làm từ cây mía đó quý vị nhiều bác ở ngoài bắc là không ăn được nước cốt dừa em là cái gì cũng ăn quý vị ạ cái gì ăn được em ăn hết cứ <laughs> cái gì ăn được là ăn hết em là sắp sửa lại người miền tây em là người hơi miền tây đấy Tây Ninh <laughs> Tây Nguyên Hấp dẫn quá Cái này chấm cứ cốt dừa chắc hấp dẫn lắm này Ngoài bóc cái bánh nó dính lắm Bóc không dễ dàng này đâu Trong này bóc dễ dàng này Nhưng mà hơi dính này Ở vừa khen trong cái dính quá Nhưng mà vẫn dễ bóc quý vị nhé Dính nhưng mà Em sẽ lấy nước cốt dừa lăn lên trên này Lăn lên tắm lên trên này Dưới lên Đó, tắm lên cho nó ướt hết đi Xong mình cắt nó ra Đấy mình không cắt nó ra nữa Mình chấm Rồi quý vị Xin mời tất cả quý vị hãy ăn Ừ, uhm. nó mát, nó thơm của cái cái cho á, xong nó lại thơm của nước cốt dừa nữa. Ui, nó thơm quý vị ạ, nó nó rất là lùng á. Uhm. Đúng bài người miền Tây rồi quý vị ạ. Đúng rồi người miền Tây rồi chấm nước có dừa cũng hơi bị bá cháy bọ chét cái gì đấy nó khác biệt là có cái nhân quý vị ạ cái nhân thì cũng bình thường thôi chả có gì khác biệt cả nhưng mà nhưng mà tại vì là ở ngoài bắc cái bánh do là nó không có nhân thì nên là 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 khi mà nó có nhân thì nó khác biệt chứ thật ra cái nhân nó không có khác biệt bởi vì cái nhân cũng là đỗ xanh mà đỗ xanh ngọt đấy nó giống như là như là bánh trôi á nó có cái đỗ xanh ngọt ngọt đấy nhưng mà khi kết hợp với bánh ú nó lại ăn nó lại có cảm giác rất mút cảm giác rất là là là, là lạ lùng Dính quá quý vị ăn mấy cái món này hơi dính nhá Đây này cái nhân nó vàng sộm mà quý vị thấy không úi Nhân như thế chứ để cho Cho nước cốt dừa nó chui vào nhân Đấy chui vào nhân đi Đấy Ừ. Rồi ai mà hảo ngọt như em ăn rồi ôi sướng ngất xỉu luôn quý vị ạ ngon quá ai ngờ lại có cái món này ăn cái này quý vị phải ăn từ từ nhá ăn nhanh như em nghẹn đấy nghẹn là về với các cụ đấy sướng quá ăn một cái món mà nhớ quê hương xong rồi lại có tí độ xanh ở trong tự nhiên là quê hương mới hiểu không quê hương sài gòn mới hay là hai cái quê hương miền bắc nam gọi như là nó hòa quyện vào nhau nó trở thành là quê hương mới rất ngon quý vị ạ à. hôm nay tết đoan ngọ quý vị mua về ăn thử nhá không phải tết đoan ngọ được quý vị cũng mua về ăn thử nhá đấy rất ngon đấy em no quá rồi em không thể ăn nữa rồi bây giờ quý vị các bạn đã kết thúc cái channel của em nhá thế nào nhá xin chào nhá